Ok, và bây giờ chúng ta sẽ lại với một cao thủ tiếp theo, đó là cao thủ gà con, một trong những côn lôn đao. Côn lôn, tầng trưởng môn nha mọi người. Đó, tầng trưởng môn, côn lôn. Hiện tại côn lôn này đã và đang cũng có cho mình một cây đao xương tinh, mắt độc sinh. Cái đao này thực sự là ở đầu server cho đến bây giờ cũng chỉ giá từ 30 đến 35 củ nha mọi người. 30 cho đến 35 triệu Việt đồng một cây đao vĩnh viễn như nè. Đó, hiện tại có cho mình là hút lực 8, sát thương 50 điểm, sát thương một lý 100%. Băng sát ngoại công 120, đặt móc cuối cùng đó là 115 băng sát nha mọi người. Mắt hơn to, một cái tốc độ đánh 40, xương ngào côn lôn 3 cấp, đó là chống phái 3 cấp. Đao mắt option nhìn quá chạy giỏi nè mọi người. Nếu anh em nào chơi côn lôn em sẽ chắc chắn sẽ nhìn cái đao này sẽ rất là thèm anh em. Rồi, một set ông ban hồng mỹ gia truyền kháng cảm 18 kháng lôi 5, nhận kháng băng 25, sinh lực 94, nội lực 135, một cái nhận kháng hộ 27, sinh lực 05 và nội lực 137, một ngọc bội cực phẩm kháng cảnh 5, kháng độc 30, nội lực 200. Ở set ông ban này thì trị giá trung bình ở tầm này thì thằng nghĩ cũng tầm 10 triệu này mà, tại vì nó đắt ở cái ngọc bội này mà. Ngọc bội này đầu tiên server thì gà con đấu giá hơn 8 củ rồi nè mà, hơn 8 đến 10 củ đỡ sở hữu được ngọc bội này á nè. Nhưng bây giờ thì cũng rẻ, nhưng mà đỡ mà nói thì nó rẻ cho nó rẻ thôi, nhưng mà đỡ mà tìm cái ngọc bội này cũng khó nữa mà. Hồi xưa thì xuất hiện 2 đến 3 ngọc bội thôi, nhưng mà phải bỏ ra từ đến 7 cho đến 10 củ mới có được ngọc bội này nè mà. Kèm với những món còn lại này thì sợ là trung bình thì cái set này khả dự đoán cũng hơn 10 củ nữa mà, hơn 10 triệu Việt Nam đồng. Đó, hơn 10 triệu Việt Nam đồng. Rồi, một áo nhu tình hiện tại server đang trị giá với cái áo cực phẩm như thế này thì trị giá cũng hơn 2 triệu. Còn hồi đầu server thì khỏi nói rồi. Cái này Khải vừa nói là thời đầu và thời bây giờ nè mày. Thời đầu á, cái áo này tầm 5 cho đến 6 triệu một cái, nhưng mà bây giờ thì nó cũng tầm hơn 2 triệu nè mày. Đó, thì phải có thời điểm đầu và thời điểm cuối nè mày. Thì hiện tại server đến bây giờ thì nó chỉ còn hơn 2 triệu thôi. Đó. Rồi, một tay xương tinh, một tay này thì gà con vừa mới ép nè mày. Lên được cho mình ngạo tiết tiêu phong 2 cấp khá đẹp. Nếu mà lên được 3-3-1 thì quá tuyệt vời luôn nè mày. Một trong những skill 9x của con lông đao. Và ở một tay này thì sự là cũng khá tầm trung nè mày. 2 cấp 9x, sinh lực 194 và những khí tâm thành 3 cấp, kháng độc 30, nội lực 137 và cùng phong sầu điện 1 cấp. Ở bộ tay này thì cũng khá đẹp nè mà, mang bộ tay này có thể lên được hơn 2k lực tay á. Rồi, áo kỹ năng 1 cấp không nói nè. Rồi, một đại lưng xương tinh, đại lưng xương tinh cũng khá đẹp. Phòng thủ lý 28, chạm 40, chống 34, kỹ năng hồ phong pháp 2 cấp và sinh lực 236, nội lực 140. Và tiếp tục đó là vừa ép cho mình thêm một cái đôi giày vụ ảo. Đôi giày vụ ảo này thì có cho mình dòng tốc độ di chuyển 55, kháng lôi khá tương đối mát, tóc cũng khá tương đối mát. Với 55 này búp nó thêm thanh phong phù để có thể đạt tóc này mà. Kháng lôi 29 tương đối mát rồi. Thời gian chón 48 khá gần tương đối mát này mà. Tại vì mát là 50 chón này. Kháng lôi thì mát là 30 này, còn tóc di chuyển mát là 60 nè. Rồi tiếp tiên nó cốt không tính là tại vì đây sự kiểu kiếm. Rồi sinh lực 258, nội lực 196, đi kèm với một cái nón âm phong, sinh lực, nội lực và phòng thủ lý 2540, sinh lực, nội lực 19. Đó. Sau khi lên tăng trưởng môn thì anh này đã và đang có cho mình một ấn tín côn lôn tăng trưởng môn kháng cảnh 5 và skill chiến đích ngạo tiết tiêu phong, lôi động của thiên, tí thiên đã cốt mỗi cái một cấp nữa mà. Và một con ngựa bông tiêu vòng sáng. Và trong anh này sẽ có một con ngựa phi văn kháng cả 4 này nha. Đó là sau khi lên tăng trưởng môn sẽ có nha, với lại một cái đao nữa. Nhưng mà hai cái đó thì nó yếu hơn hai cái này nên không có mang nữa mà. Đó, đặc biệt là vẫn giữ được ấn. Và một cái sinh lực 200, một cái phi phần của đang một cấp. Đó. Anh này thì quá cháy nữa mà. Anh này thì ở ngoài thì đạt 158 luôn nha mày. Chém tông kim khá cháy luôn. Vào tông kim thì đạt 261 luôn nha mày. Cái con lông đao này có thể nói là mắt tóc rồi nha mày. Đó. Dòng này phi phong này kèm với dòng tiêm phong trên đầu nữa thì chắc chắn ở ngoài là đạt 158 rồi. Tông kim là 261 nha mày. Nên là anh này hồi xưa thì nói chung đến bây giờ nha, đánh tông kim ông tu từ top 1 cho đến top 3 là không thể nào mà thay đổi được. Một trong những con lông đao nó một server. Và ạc này cũng đã cắn với mình rất nhiều sách vở, giống như là Võ Lâm Mặc Tịch tại kênh Mad Option, rồi cũng như là Bí Tịch Mặc Tịch thì cũng khá là cao đây mà. Quá dữ luôn. Rồi nên điểm sơ qua thì chúng ta thấy thì như Khải nói sơ qua thì cây đao này khoảng tầm hơn 30 triệu. Xếp đằng 3 này khoảng 10 là 40. Áo này 2 là 42. Bao tay này khoảng trung bình thì bao tay này khoảng 4 triệu 46. Bao tay này khoảng 4 triệu nha mày. Khoảng 4 triệu á, 46 triệu rồi. Đa đơn này khoảng 2 triệu là 48, đôi giày này có hơn 2 triệu nữa 50. Đó, hai một cái món này có 1 triệu nữa 50 mấy triệu rồi. Con bông tiêu này đầu server là đấu giá còn hơn 7 triệu nữa mà. Nói chung là tổng set đồ này trên dưới gần 60 củ nha mày, cũng không khác gì dưới chợ cầu đâu. Gần nói chung là tương đương hơn 60 củ, đến với thời điểm hiện tại thì hơn 60 củ rồi nè mày. Để sở hữu những trang bị đồ như thế này thì sợ là một trong những thời gian tìm kiếm mà đua top rất là khó khăn mới được, mới đạt được. Chứ không phải đơn giản tự nhiên em vào em mua được cái đao. Khẳng định em một câu là vào em không mua được đâu nha. Phải có một thời gian mình
đấu giá đồ tốt này nọ mới có, chứ không phải là muốn có nhưng là có vậy nè. Đó, một trong những set đồ của thằng đó là con Down No. 1 Server, và hiện tại đang có cho mình là hạng 3 nha năm, hạng 3 thế giới. Anh này thì thật sự là quá cháy rồi, anh này thật sự là đánh solo nè, ở hướng solo Khải khẳng định luôn. Anh cả đồng môn Khải luôn nè mà, Khải không đánh lại luôn mà, với hiệu ứng Khải là 80 chón, hiệu ứng Khải là 80 chón, hiệu ứng Khải là 80 chón nè, bao tay nè, dày nè. Nhưng mà thật sự là Khải thua kỹ năng tiềm năng nhiều quá là đánh không lại nè mà, cứ búp chón là, búp chón là búp bùa rồi đánh phải Khải vai khá Khải đai, tại vì lượng máu Khải khá thấp. Nhưng mà Khải đánh ngược lại thì cũng không bóc hơi được gà con, tại vì gà con khá khỏe nữa. Rồi, cảm ơn em đã theo dõi video này, và đừng quên đỡ lại cho cao thủ tăng những môn gà con một làm chia sẻ ủng hộ chơi nè mọi. Một trong những con đấu thử nói là No. 1 Server này em ạ, không còn gì phải bàn nè, vì hiện tại đang là đẳng cấp là No. 1 của môn phái cái bàn luôn. Và sau đây là môn phái cùng lồn 138 cấp rồi, quá dữ nè. Anh em đừng quên xem video, nhớ like và chia sẻ ủng hộ cho gà con, like chia sẻ ủng hộ chơi nhé, quá đẹp luôn mà. Rồi, cảm ơn em đã theo dõi video, nhớ like chia sẻ ủng hộ mạnh nha, nhớ like chia sẻ ủng hộ mạnh nha em ơi.